Welcome home, sir. You need to pay attention to control the time today. With every passing hour, I remind you once. Enjoy your time, sir. Có 6 cách để dịch các từ tiếng. Hôm nay mình thực hiện 2 cách để dịch nha các bạn. Thưa các bạn, Google dịch thật là lý tưởng để chúng ta học tiếng nước ngoài hoặc là làm YouTube. Để trải nghiệm, chúng ta vào cửa hàng Play tại Google dịch về. Đầu tiên là chúng ta bấm vào Google dịch. Các bạn chú ý ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ nào thì mình đặt ra trước, mình bấm ở giữa. Mình hoán đổi ngôn ngữ muốn dịch ra đằng sau. Xong mình bấm vào cái viết. Đấy, bấm vào cái viết. Xong mình xuống ở dưới, mình viết vào cái bảng đen bằng ngón tay. Viết vào bảng đen đó bằng ngón tay. Mình muốn viết cái ý nghĩa nào để mình dịch thì mình viết vào. Như ở đây là mình viết là cô chú cho xin một dĩa gà nướng. Mình viết là phải có dấu cho nó đàng hoàng, vì tiếng Việt là phải có dấu dịch nó mới chính xác. Viết sai là phải sửa. Đây, chẳng hạn như cái chữ này viết sai rồi, phải xóa đi, rồi sửa lại, cho nó chính xác, dịch nó mới chính xác. Các bạn thấy ở phía trên có một hàng chữ màu xanh, có cái mũi tên màu xanh, đó là cái hàng chữ đã tạm dịch ra. Bây giờ mình bấm vào mũi tên màu xanh, bấm vào, xong xuống dưới để xem đã dịch, tiếng Anh đã dịch ra. Rồi, bây giờ mình bấm vào cái viết để mình viết tiếp. Câu dịch khác. Thưa các bạn, bây giờ là phương pháp 2, là mình nhấn để vào viết văn bản. Bây giờ mình xuống viết bằng bàn phím. Đấy, mình viết bằng bàn phím. Mình cũng viết cái câu như hồi nãy là cô chú cho xin một dĩa gà nướng. Đấy, nhưng mà mình viết bằng bàn phím. Rồi mình cứ viết cho nó đúng chính tả, đừng có sai, đừng có phải có dấu. Dịch nó mới chính xác. Mình mà viết sai mới không dấu chẳng hạn là dịch nó không ra nghĩa đâu các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy cái hàng chữ xanh có cái mũi tên xanh, đó là tạm dịch ra. Bây giờ mình bấm xuống để mình xem kết quả. Đấy, xem kết quả. Kết quả đã dịch tiếng Anh. Rồi mình tiếp tục bấm vào nhấn để nhập văn bản, xong mình cũng viết tiếp như hồi nãy. Cũng dịch như hồi nãy. Xong rồi, bây giờ mình muốn dịch qua tiếng Thái, mình trước hết là mình phải vào cái hình tam giác nhỏ, mình bấm để mình chọn thứ tiếng là tiếng Thái, rồi mình bấm vào tiếng Thái. Ok, xong bây giờ mình là người nước nào thì mình phải bấm cái tiếng của nước mình ra trước, mình hoán đổi ra trước, xong mình bấm vào cái viết, xong mình xuống cái bảng đen, mình là viết bằng ngón tay. Mình cũng viết như hồi nãy là cô chủ cho xin một dĩa gà nướng. Bằng tiếng Thái, bằng tiếng Việt để dịch tiếng Thái. Đấy, tiếng Thái là dịch ở dưới màu xanh đấy. Nó tạm dịch như vậy. Rồi khi mà hoàn tất nó mới chính xác. Mình viết ít chữ là nó ra khác, rồi viết thêm chữ khác nó ra khác. Nó chưa đủ nghĩa đấy. Khi mà hoàn tất nó mới ra nghĩa. Nhưng mà tốt nhất là đó, mình bấm vào cái mũi tên màu xanh đấy. Mình chuyển xuống, mình coi. Cuối cùng kết quả, rồi.
xin một dĩa gà nước. Ok, bây giờ mình lại bấm tiếp cái viết, xong mình xuống bằng đen, mình làm tiếp nghe các. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình với nhé. Cảm ơn các bạn.